Ngày hôm nay là cây này lấy là bù đọt lại nè. Chẳng vừa rồi là coi như là te tua luôn. Lá là còn cái bộ chà không á, nhưng mà ngày hôm nay thì cây đã lấy lại cái bộ đọt lại. Ngày hôm nay cây nè. Lấy bộ đọt lại nè. Rồi vườn ở đây là ở huyện huyện tỉnh nào chú ba? Gò Quao tỉnh Kiên Giang. Gò Quao tỉnh Kiên Giang nha. Gò Quao tỉnh Kiên Giang. Ủa mà chẳng vừa rồi là theo như chú ba vậy là mình xử lý vậy chú ba? Chú ba thấy là cái cây mình nó phát là dữ không chú ba? Phát mà nhiều lắm à. Nhiều lắm hả? Ừ, phát cũng như là 10 phát cỡ 7 đấy, ủa cỡ mà 4 năm đó trong. Bây giờ đó nó còn cái chà không mà. Dạ, mà ở đây coi như là lá là xum xê lại ngang. Lá xum xê lại. Nó đang phát triển mà. Dạ. Bởi vậy tôi cho ông xuống ăn coi đồng bồi luôn đủ phân xuống bồi luôn cái nữa. Cho nó vượt luôn nha. Cho nó vượt luôn. Dạ. Nên ra đây thì chặn vừa rồi thì Nam cũng xuống thì tư vấn cho chú. Nhưng mà cấp đầu tiên thì nói chung là Nam xuống Nam nhìn thấy là cái còn cái bộ chà là nhiều hơn cái lá. Cái đọt đó là thấy đó là chà không? Chà không đó. Nhưng ngày hôm nay thì đúng cả khoảng một tháng mấy rồi, cũng khoảng một tháng 10 ngày, tháng rưỡi rồi nghe. Tháng rưỡi đi. Chứ không ít đâu chú ạ. Tháng rưỡi đó. Dạ. Cả khoảng tháng rưỡi đó. Tháng rưỡi rồi. Mà xuống thì thấy hôm nay cái bộ lá nè. Trời ơi. Coi như chẳng vừa rồi là mình móc cái cây này nè. Cái cây đầu bờ nè. Cái cây đầu bờ cây này nè. Chú tỉa cho tôi mấy nhánh nữa đó. Bây giờ đọt ra nè. Bây giờ cái bộ lá này cho nó ra đọt lần nữa được rồi đó chú ba. Được rồi đó. Đây nè. Chuẩn bị nè. Lá già nè, he lại nè. Nhưng mà chủ yếu giờ á gì nè. Con thấy nãy giờ nha. Bây giờ nếu mà trường hợp này á, hôm nay chắc đồng loạt luôn rồi chú ơi. Đồng loạt hết trơn đi. Đồng loạt rồi. Tại vì do cái cây này hiện tại giờ cơ đọt nó đang già hết rồi. Già hết trơn rồi. Già hết trơn rồi. Thì chuẩn bị là đánh vô cơ đọt, đánh cử này nữa là bắt đầu cây này nó sum xê ra luôn. Chú đợi xuống là tôi tỉa gọi cho là tôi mới cho ra đọt. Dạ. Chẳng vừa rồi thì đây cũng minh chứng cho mọi người biết luôn nè. Chẳng vừa rồi á, đây cái lá này nè, là cái lá mà chẳng vừa rồi nó rụng nó hư nè. Nguyên cái dàn lá này dưới chân nè nó rụng nè. Đúng chú ba? Cái này là rụng nè chú ba. Lá lá hư nè. Nó rụng nè. Nó rụng kinh khủng luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì coi như là lấy lại cái bầu lá nè. Xum xê luôn nè. Ôi ôi. Nói chung là đi theo hướng hữu cơ 007 chú ba thấy sao chú ba? Gãy okay. Ngon không? Okay. Tính ra nó ngon hơn phần thân gà của tôi mua nhiều lắm. Nó mua. Okay. Dạ. Gãy nó tốt hơn nha. Gãy tốt hơn, tôi thấy tốt hơn. Mà bây giờ nếu tôi nói chú nghe, nếu tôi cần nữa đó thì bây giờ tôi lấy cái phân hữu cơ 007 đó hen. Ừ. Tôi cộng vô mới 20 15 nữa giờ mà phân ấy đó là tôi thấy là ok, tôi bảo đảm. Ừ. Đúng rồi. Tiệt để không có xài UG à nghe. Không xài UG được chú. Không xài UG à. Vậy là chú bà biết. Ừ, không có xài UG, cái lần này là đụng nó đút UG vô là đụng nó đổ nợ liền. Là tốn tiền nữa chứ coi. Thà là xài UG hay là 2016-8 hay là 2015. Dạ. 2015 nó có UG chống mà nó có ít là hổm nó nóng nóng là tôi không cần lấy, tôi quét nè. Dạ, quét là lành lại à. Quét mà. Bây giờ chú nghiên cứu coi không có gửi cho tôi một mớ là cái xịt cái thêm cái mà bị núm bệnh nè. À, để đi, con tính nha. Để con tính nha. Rồi để con tính cái vấn đề này cho. Thì đây là cái hướng xử lý chặn vừa rồi thì coi như là mình tứ gốc nè. Rồi tứ gốc nè, rồi phun dược đọt, dưỡng đọt nè, hai lần. Rồi thêm một cái cử hữu cơ nữa là coi như là mình làm trọn vẹn trong vòng khoảng tháng mấy. Là cái cây nó như thế này đây. Ra đọt xum xê luôn. Nhưng mà có điều là giai đoạn này á, thì cũng có những cái đối tượng đó là sâu đục thăng. Đúng. Sâu đục thăng nó đang ăn những cái đọt non của mình đó. Thì bởi vì ra đợt này thì cũng phải cộng vào cái thuốc sâu đục thăng để cho nó giữ được cái cơ đọt. Một khi cơ đọt nó ra là sâu đục thăng mà đánh vô một cái là coi như là quéo hư cơ đọt của mình. Đó, thì gầy thì chặn dự bà vừa rồi á, chú ba ổng xịt nè, cái thuốc gầy nè chú ba. Thuốc gầy thấy tịch không? Rẻ tiền. Cái thuốc gầy độc siêu thiệt. Rẻ tiền mà hiệu quả cao. Đây không biết mua tầm bay tầm ba xịt ba cái đủ mắt thì không tin sân bên mình. Gói có nhiều đâu. Gói
chỗ nước á, gói gậy á, dạ. Không có nhiêu tiền nhá, xịt hiệu quả. Tôi tính mà ông không xuống nữa ăn là tôi coi cái hiệu thơ kiện sâu đục đọt. Đục đọt là phải đủ có tao rồi nha, phải đi. Để đưa cái bịch thuốc với lại cái ấy đó, nó vi khuẩn đó em, ừ. Là chị cái này luôn nè. Đưa con người kéo đây. Chị cái lá này nè, chị về nè. Cái lá, lá đó nè. Cái lá. Tính xịt cho mấy rồi xả lúa chưa có xịt đó. Bây giờ nè. Bộp. Bây giờ bữa nào rảnh nha. Đó đó, mấy cái đó bộp hết trơn đó. Bữa nào rảnh giùm con nha. Rồi rồi. Rảnh thì cắt tỉa xương xương lại giùm con cái. Bắt ghế lên cho cắt mà chuẩn bị con làm đó. Nè. Đó, đúng đó rồi đó, đó. Vậy đó. Đó, vậy đó. Đúng đó rồi đó. Ta sắm bộ ghế đồ rồi hết trơn rồi đó. Bữa luôn. Đó, đúng đó rồi. Nắm này dứt luôn. Ta. Nè. Dứt luôn, dứt luôn. Luôn. Cái này là đụng bữa luôn mà tính tao nó cho nó sung luôn tao bữa đó, bữa luôn đó. Cắt ghế lên cái đọt luôn. Chuẩn bị rồi đó. Nhưng mà chặn vừa rồi phục hồi lại thấy ok hài lòng phải không? Hài lòng mấy cái điện mà đủ ông không mất máy nè. Điện đang xe. Để cây đẹp rồi điện chi nữa giờ. Trời ơi trời. Cũng mà điện đang đem thuốc hết thuốc rồi. Bây giờ mày tính đi, bây giờ cái đầu mùa mưa tới rồi nè. Bây giờ cần xài vôi không? Chưa chú. Chưa em. Chưa chưa. Đừng. Đây con chừng nào mà con nói ờ chú qua xài vôi. Ai xài vôi giùm con. Khoan hả, từ từ đó. Đó. Cái này là nó bãi thì mũ không? Cái này đâu phải hả? Không. Đâu phải không, không không. Đó thì đây về đó bằng vậy đó, đúng đó rồi đó. Ngay chân với cái tôi bắt ghế rồi, đóng cái ghế rồi nữa kìa. Đó, cắt ba cái nhánh chê này, nếu mà trường hợp ba cái nhánh chê này không cắt á là sau này nữa không ra trái. Đúng rồi. Cho cái nắng mặt trời nữa, hai nữa cho cái nắng mặt trời nó táp vô cho táp vô cái thân cây của mình. Đó. Ủa bữa nay nữa, nếu mà tính ra xử lý bữa nay nó được nhiêu tiền ta? Bữa nay nữa là cái tháng rồi, hơn tháng rồi. Hơn tháng hả? Hơn rồi đó. Ok phải không? Mà công nhận mà đụng mẹ ba cái thuốc xịt mà nó ấy đó, đụng bị xịt rồi là đụng mà lái xanh dần liền rồi. Cái thuốc mà đưa xịt đó, đưa xịt đó hả? Ừ. Ủa mà cái độc chiêu là cái tưới đó, bộ mẹ tưới rồi là thấy cái cây nó khác liền vậy đó. Đi nha, đi ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Không nghe nào. Lâu lâu cũng khi mới vô lần rồi. À đây đi, phải đi chứng chắc. Đừng chứng đi, em đang ở ngoài vườn chú Bàn đó. Đây, vườn chú Bàn. Mỗi giờ ra. Đây, giờ ra giùm con xương xương ngoài đi. Ừ, cho nó ra ngoài rồi đó. Mấy giờ mới mưa mấy hai bữa gài nè. Để nước phèn quá phèn ta xả bỏ. Còn gãy ra nè. Cây này thì chẳng vừa rồi nó cũng nhìn thấy ghê lắm. Ừ, thấy ghê lắm. Thấy ghê lắm mà. Rồi đi ra đây, đi dài ra đây. Ghê lắm mà. Đó. Rồi hôm nay vương vàng, hôm nay tàu cũng lấy lỡ lá kìa. Thế nào coi mấy cái cây mà có máy lấy lỡ lá, có lá, hết biết luôn á. Bấy vương vàng á, sầu riêng con nói rồi, sầu sầu riêng á là khi mà thấy cái cây nó còi cọc á là nó đã có vấn đề rồi đó. Là mình phải đi coi ở trong thân là con sâu của nó phải không? Sâu gì này xì mũ nè. Mẹ chết xì mũ nè, nguyên lớp nè. Thấy không? Rồi. Còi cọc là nó đã có vấn đề đó. Rồi bây giờ phải cắt bỏ cái đó phải không? Đi lấy cái dao khự ra vậy nè. Nè. Cái mạch dẫn ở trong này thú quất nè. Rồi rồi rồi. Đó, bây giờ quét lại cái là hết trơn à. Quét cái thuốc đó đó. Lấy cái bộ siêu nấm siêu khuẩn á. Thì hai chai, con chai với cái bịch đó. Đúng rồi, chai với bịch đó. Tao phết, tao không có hình, ba làm vậy. Tao không có bấm màu khoét vậy. Khoét ra, quét vô được, phải không? Tại vì nó nằm ở trong đây nè. Nè, nè, nó thúi trong đây nè. Nó thúi trong đây nè, nó thầy nhầy nè. Nè chú Ba. Khoét ra ra, phải không? Nè chú Ba. Ông gờ cái bộ đó rồi đó. Ông gờ cái tay chú Ba. Ông gờ lấy cái tay này. Nhớt nhợt đúng không? Rồi, đúng đó. Phải quét ra nguyên một lỗ này cho con nè. Đừng có sợ nó hư. Ừ, quét ra cho con. Rồi lấy thuốc đó phết. Quét vô là nó sẽ ấy à. Nè đi rửa ba cái gồng lại luôn. Cái gồng cái đó. Cái nhánh
luôn nè. Thấy cây nó chung rồi mừng bộ mà nó cũng thẳng cạn đĩ mẹ nó đi để nói thôi. Chung là cũng không gấp gáp gì, bởi vì đang mình tỉa thì cho nó thoáng, chủ yếu là bữa nào rảnh đi lúa thóc này nọ xong hết đi rồi bắt đầu tiến hành đó, đi xúc tiến đi rửa. Cái này đi nữa rồi nè, đó nó không nó nè quét vô. Thằng này đối với trường hợp ngoài nhánh á thì cứ việc quét vô bình thường cho con, nhưng trong thân là phải quét ra cho con, tại vì sao nó thúi rồi, nó thầy nhảy ở trong thân á, phải vậy. Là cái đó mình quét đi rồi, quét rồi cái rồi mới hả pha còn như bao nhiêu đó hả xịt phải không? Ừ, xịt đại trên thân cây luôn, xịt đại luôn nè. Ba cái bơ nè, mấy cái bơ này nè phải cắt nè. Tôi rồi tôi dục không phải chân không khỏi dục, khỏi dục đừng dục, trả lại cho cây, trả lại hả, trả lại cho đất, đừng có dục nè. Cắt ra giùm con nhỏ nhỏ vậy nè, từ từ bắt đầu nó quay mục ra nha, cho nó trả lại cái hữu cơ lại cho cái cây. Chứ không có dục ha, dục chi, mình giữ ẩm luôn cho cây luôn. Uống rồi biết rồi, vậy rồi đi đi đi, nhảy qua qua đây coi giùm hai cây này luôn đó. Rồi nhớ cây này nha, rồi nhớ cây này, cây này xì mũ nè, xì nhớ mũ đó. Rồi đó chị đã biết rồi đó, này lấy ở cái gần lá này mướt là đẹp này. Nếu mà trong thân cây là phải khoét ha, đúng, trong thân cây là phải khoét ra, phải coi giùm con. Đúng rồi, lấy cọ quét vô. Nhưng mà ví dụ như mình nói ở đây á, nôm na á, là chú phải đi khảo sát trong cái thân cây giùm con nha. Nói chung là vừa rồi là dữ lắm luôn cái vàng này nè. Bây giờ mấy cây cao này chưa đọt rồi được thằng chú à? Chưa để em cho cùng con đi. Chừng nào con nói gãy voi là gãy voi, nào mà cưa đọt hết cưa đọt. Cưa tôi tính cưa mấy cây cao nè. Không đừng gấp. Yeah. Chưa đủ tuổi đâu để cưa đâu. Thôi bỏ nó đi, đừng có nóng mũi mà làm quà tức chịu. Chạy đi con, ở đây tức chịu mà. Chiếc đường này, ăn là bỏ rồi. Ăn tiêu hết trơn luôn rồi, còn gì nó còn khác. Đây là gì nè, là tôi bò vô phải không? Không phải xì mũ mà là cái con sâu đục thân. Con sâu nó đục ở trong á. À, nó ăn nè. Một lỗ ở đây luôn rồi nè, lòn lòn đây luôn rồi nè. Nó ăn vòng vòng ở trong á. Nè. Nè, nó ăn một lỗ đây luôn, nè, vô trong luôn nè, thấy không? Nè. Chích thuốc chừa nè. Bây giờ chú tính chừa nó đi thịt ra. Bây giờ cái này là thịt được đó phải không? Được rồi đó. Nó vừa thịt trước rồi nè. Bò dưới là bò chỉ, hết rồi, bây giờ 3.6. Pha chút xíu thôi chứ không pha nhiều nha. Rồi, xịt 3.6 đi. Rồi, 3.6 xịt xương xương nha một con đi. Rồi, mà thằng bo mà đậu mà tụ phấn đụ bây giờ không có nữa, ác nữa. Không có thì không có tiền nữa, gỡ chút. Bây giờ nó đúng rồi, nó xịt tự vấn cho nó tự vấn nè. Thấy cây chung rồi nó mới dựng lại thôi, chưa có cắt, không gấp nữa. Cũng như gọi là bạc cái lá này, lá hư nè, nó rụng quá, bây giờ nó rụng hết trơn rồi đó nè. Lá hư nè, nó rụng xuống hết trơn rồi đó. Cưng thấy đi, cái mặt độ mà lá nó rụng gì đó, nó hai bộ lá mà đỡ cái mình kéo lại cái dàn đọt lại. Yeah. Cây nó mướt rồi. Cái như gọi là cái này là anh cho tứ ở dưới gốc nè, tứ không biết hả, tứ kích rễ dưới gốc á. Yeah. Anh cho lấy xô anh tứ á, tứ rồi quay ngang bắt đầu nè, phun dưỡng đọt ở trên nè, rồi đoạn tiến hành đi hữu cơ lại cái, rồi khi mà ra đọt là bắt đầu dưỡng lại nè. Nay đỡ lại nè, nhưng mà cây này chưa phê đâu, cây này yêu cầu đánh chưa thêm một cử nữa. À, đánh thêm một cử đọt cây đọt nữa. Ừ, đánh thêm một cử đọt.